Rồi, xin chào anh em nha. Súp hầm sạc viên Vega vừa mới về. Đây, mình có 3 cặp nha. 3 cặp sạc viên Vega nè. Đấy. Sạc viên Vega Mỹ toàn là súp hầm của anh em. Trong đây nó có 2 cặp. Đây mình coi coi. 2 cặp là cái dạng hậu sâu nha. Cả mét đó. Hậu sâu như này nè. Đó, đây nè. Hậu sức rất là sâu nha anh em. Mới về chưa kịp vệ sinh nha, mới vừa xuống xe xong. Toàn bộ là sạc viên Vega hết luôn. Đây. Đó, 3 cặp. Đó. Cực kỳ ngầu luôn em ơi. Để quay phía sau cho anh em coi nha. Cái này là loại hậu ngắn nè. Hậu ngắn để mình coi coi model của nó là cái gì. Hậu ngắn. Hậu ngắn thì để coi chỗ này không để là sạc viên Vega của đây Vega USA đóng gói tại Malaysia thôi. Nhớ model đó mà mình quên rồi, không nhớ model gì để mình lục mình kiếm lại. Đấy. Này là nó có tính năng parallel công tắc nè. Con này là SL36B nha. SL36B là cái con màu nó có cảm giác hơi xi măng nè. Đó. SL36 nó có công tắc gạt. Con bên này là AB36B nha anh em. Đây. AB36B nè, thấy không? Sạc viên Vega USA luôn ha. Đóng gói tại Malaysia. Đó, thì nó có 3 cặp. Chị 3 cặp nha anh em, đây nè. Súp này đánh thì thôi rồi luôn. Cực kỳ khủng nha, mà tiếng của dòng. Tiếng như mày là khỏi chê luôn nha bà con. Đây. Rồi. Thì đợt trước về hàng nhưng mà tới lúc anh em lấy thì bị hết hàng mất tiêu. Đợt này mới về lại. Đó. Anh em nào chốt súp hàm sạc Vega gì đánh show, đánh sự kiện này kia chuyên nghiệp thì liên hệ cho bên em nha. Có 3 cặp nha anh em, 3 cặp. Đấy, xinh đẹp luôn. Rồi, ok, cảm ơn anh em.